Cháu Trọng xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với trên đồ Tam Giác Mạch. Ngày hôm nay thì cháu Trọng đang trên đường vào một nhà rất là quen thuộc. Chắc chắn là cũng có nhiều bác ở trên kênh Tam Mạch cũng đã biết con đường này dẫn vào nhà của ai rồi. Hôm nay thì cháu Trọng cũng có lên đây là cũng có một số công việc và có một niềm vui rất là lớn và muốn chia sẻ cho quý vị khán giả trên kênh Tam Giác Mạch được cùng biết. Và xoay quanh đấy thì cháu Trọng cũng muốn trả lời một số câu hỏi của khán giả bạn, tại vì hôm trước thì cũng có đi làm răng về ấy. Thì là anh làm răng trong Ngọc, anh bảo là đi mua thuốc cũng như là mua thịt mềm mềm cho vợ Ngọc ăn, nhưng mà sao lại không thấy ghi hình cái đoạn đấy, tại vì lúc đấy là trời về thì cũng đã là tối muộn rồi, cũng không muốn mất nhiều thời gian của các em. Thì cháu Trọng cũng làm gì thì làm nhanh nhanh rồi cho các em về nhà, không về tối lạnh các em lại ốm mất. Thế nên là đoạn đấy thì cháu Trọng cũng không ghi hình được. Hôm nay cháu Trọng lên thì cháu Trọng sẽ ghi hình để đủ cho các bác biết nha. Do là hôm nay thì Xí Ngọc cũng hơi vội một chút nữa, thế nên là cháu Trọng sẽ ghi hình nhanh để các em chuẩn bị lên đường khởi hành đi ra chỗ nào thì các bác cùng dõi theo video nhá. Nhà xịn đấy Xính, bưng xong hết rồi đấy. Nấu cám trong này chưa? Dạ. Em nấu cám ở trong này chưa? Em nấu được một tuần rồi. Nấu rồi à? 4-5 ngày rồi, sắp gần một tuần. Chứ em nấu ở ngoài này anh sợ nhà em hên quá, thì anh phải nhắc em chuyển ra sớm. Em chuyển quá. Vào lắm. Lỗ Lỗng thầy kia. Ngọc, em thử xuôi ít luôn nia xem nào, xem răng một tí nào. Nó có chảy máu không? Không ngại đâu. Không chảy máu rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm nào anh Việt anh ấy gọi thì anh khắc bảo hai vợ chồng ra lắp răng nhé. Vâng vâng, buông buông. Do là đợt này thì anh em mình giả tiền trước một nửa thôi, còn lúc nào mà lắp răng thì anh em mình sẽ giả hết các bác nhé. Cái này che gà vào không vào đúng không? Đúng rồi, gà chó không vào. Mai toàn là vết chân gà nên chó lại sửa lại nhá. Xi măng hết rồi em? Xi măng hết rồi cũng chưa đủ, còn mũi bên kia nữa. Mũi bên kia là cái láng, nếu mà cố gắng là láng ở cái ránh nữa nhỉ? Đúng rồi, em phải đi mua thêm mấy bao hai bao từ đấy nữa. Ừ. Nó cái ránh đi, không thì mưa to thì nó lại cho vào nhà hết đấy. Đúng rồi. Nó sẽ ngập ra cái sân này này. Vâng. Làm cái ránh còn đủ một ít xung quanh nhà. Chỗ này thì hôm nay mấy giờ xong đấy? Cái này? Sân này 1 giờ mới xong. Làm cả sáng đấy. Đúng rồi. Anh già với cái giúp à? Cái đi làm rồi, còn anh già giúp thôi. Hai anh em mà tự làm. Vâng. Bây giờ là phần cây nới này em xin pro về thì em lúc nào định làm? Chắc là lạc cửa xong đã. Lạc cửa xong thì gỗ làm cửa chưa? Gỗ cái này thôi nhỉ? Lấy cái nào? Đúng rồi, lấy cái đấy thôi. Mà cái này thì hơi dày, chắc là xẻ lớn à? Không xẻ nữa rồi. Làm to này cửa thì nặng lắm à? Nặng thật nhưng mà phải làm to như thế thì mới chắc. Cái này anh sợ đổ tôi mới lành thôi. Nó còn rơi cả vách nữa. Nó là cây sa mộc, lúc mà nó khôi hẳn thì nó cũng nhẹ thôi. Và kiểu như là cây sa mộc nó hay hỏng nhanh hay bị mọt đúng không? Đúng rồi. Thế thì dàn này sao không đập đi hả Xính? Đậu này này. Đậu này vẫn hôm nào nắng lắm thì mới lấy ra phơi một lúc xong là mới đập, nó mới ra hết. Bây giờ nó đã ẩm. Bây giờ ở nhà có gì thay đổi không? Đúng chưa. Bò lợn như thế nào, ăn có khỏe không đấy? Vẫn khỏe anh ạ. Bò mới lợn nên ăn. Nấu cho lợn đúng không? Đúng rồi, ngờ vừa mới đi hái về. Cho anh quay các bác xem một ít thịt hôm trước anh em mình mua đi. Vâng. Không thì các bác lại bảo là anh nói không, anh không thấy quay cái hình ở đâu cả. Thuốc ngầu đây. Mua đi. Khi tỉnh một tí, khi tỉnh một tí. Đu đu thế. Đâu? À, em tự giới thiệu đi. Đây, hôm nay anh cũng mua cho em được. Đây là thuốc dạ đâu. Đây là anh ấy cho. Ông nào đâu nhiều quá là uống một viên. Thì ngầu uống hết một viên, với lại 6 viên này thì nó cũng khỏi rồi.
Đúng, tối ngủ thấy đâu rồi đúng không? Rồi, ngủ được rồi. Thế cái hôm đây. Thì đâu? Em còn chưa ăn đây này. Mang về không thế nữa? Vâng. Cái mà lúc trước anh mua thì vẫn còn một ít. Thì ăn cái trước đúng không? Vâng. Cái thịt anh bảo là lúc nào em đem về thì có thời gian thì chặt ra thành từng miếng ấy, cho thứ bóng riêng ra. Đến lúc mà mình giá đông nó sẽ nhanh hơn đấy nhé. Vâng, thịt này thì em cũng bảo là nếu mà anh nhờ được hàng xóm về thì ăn hết cái chân giò với lại một nửa thôi, còn một nửa thì em tưởng là hôm nay có người nhờ về giúp thì mới được ăn. Thì à, nghĩa là để dành đúng không? Đúng rồi. Vì ăn thì cũng hết rồi thì lúc mà không có tiền thì còn đi vay mượn anh bảo sướng thì hơi khó. Trời ạ, à, anh mua nhiều mà, anh mua tận hơn 200 nghìn mà ăn thoải mái, trời ơi, tiết kiệm thế, ông ơi. Thế từ hôm đấy về là, tối hôm nay có về có được ngủ không? Hay là thức đến sáng đâu? À, đứng ok, đứng ngủ được. Không ngủ được à? Anh cứ thở giảm đau chuẩn đúng. Nhưng mà cũng, nó mài đi thì cũng hơi, ăn thì nó hơi khó. Thế bây giờ Ngọc ăn cái gì? Ăn cháo với phở thôi, không phải là cơm cứng. Cơm cứng đúng không? Đúng rồi anh ạ. Thế thì hôm nay là em định đi đâu? Mà bảo là anh xuống khoai nhanh đi, em có đi có việc. À, hôm nay thì em bảo là đi hái một ít rau đi bán cho có một bát mơ ruệ nó mua thì nó mua 6-7 bó thì em hái đi bán thôi. À. Để được mua mì trứng muối thôi. Đợt này Ngọc không làm được kiếm tiền nữa nhỉ? Đúng rồi. Thế là bán được một ít rau. Thôi bây giờ hai vợ chồng làm gì thì cứ làm đi anh. Đi hái về mới bắt đầu bột thành bó. Cho như này thì mình ấy thì nó dễ. Anh nhỏ đi để nhỏ này. Sau bao nhiêu tuần để trồng à, hôm nay nó cũng khá là hái quả ngọt rồi đấy nhỉ, xinh nhỉ. Đúng rồi. Những trồng đường mũi ở dưới này nó đang mọc. Bác ở dưới một ruộng bác có lấy đều không em? Bắt mọi là bác cũng lấy trồng được nhiều thì cũng lấy nhiều, trồng ít thì cũng lấy một hai ngày từng đấy thì lấy một lần khoảng là công việc là 10 bó từng đấy. Vâng. Đợt này Hà Giang đang là du lịch phát triển mạnh, chắc là lấy cho đội Tây Ba Lô ăn đấy em ạ. Đúng rồi, bà ấy bảo là lấy rau cải nhiều hơn. Vâng. Ừ, đi. Đi xuống kia phải làm giá một tí nha, xính nha. Vâng. Ví dụ như là bác bảo là bán khoảng 5.000 thôi, nhưng mà bảo là khoảng 7.000 mới bán nhá. Vâng. Làm giá một tí. Vâng. Nhưng mà cứ hợp lý là bán nó xính nha. Vâng, vâng. Nhụ luôn cơ. Sao em không mang ra ngoài chợ bán với hả xính? Bây giờ thì cũng chịu được nhiều lắm. Nghĩa là bây giờ ai đặt là ai đặt thì bán cho ai thôi. Vâng, vâng. Đúng rồi. Coi như đây là đơn hàng đầu tiên của xính đấy nhỉ. Vâng. Sau khi mà trồng rau xong đấy. Vâng, hôm qua thì em xuống dưới đây để mua một ít thuốc thì bác ấy cũng gặp bác ấy bảo là có thì mang đi bám. Thì em cũng bảo là có một tí nữa. Hai vợ chồng ăn thì cũng không ai hết được. Thì hãy là xính là trồng ở đây này, một khu ở đây này. Một khu, hai khu ở trước nhà nữa nhé. Yeah. Thử ở trên anh đứng thì bắt đầu chuẩn bị trồng nữa rồi. Nhưng mà... Gieo chưa? Vẫn... À? Dạ. Cái trên này gieo chưa? Chưa. Ừ, anh nhấm vào đấy. Anh đã sợ à, nó tuồn mới lại hết. Nếu mà có phân thì trồng rồi. Bây giờ mùa này thì mưa phù liên tục. Cho nên là phân bò thì nó... Ẩm à? Ẩm lắm, không ấy được. Đợi lúc nào nó nắm thì mới đi lấy về đi... trồng tiếp củ cải với lại rau cải, rau gì cũng trồng hết. Trồng xong mang ra chợ bán nhé, chủ nhật đấy. Vâng. Chủ nhật mang ra chợ bán được mà. Không thì anh thấy họ bán ở gần cái cầu ấy. Đúng rồi. Cái cầu Trá Mọi Duệ họ hay bán nhiều lắm, bán thịt cũng bán đấy. Mình bán rau thôi, đúng không? Đúng rồi.
Bán dâu thì đi khoảng 4 dưới 5 giờ thì đi thì họ hay mua lắm. Bảo sao mà gọi lại cho xính bảo là anh mà anh về quay phim thì anh về nhanh nhanh đi, không à hai vợ chồng đi cho kịp phiên chợ ấy. Đúng rồi, bởi vì chắn này cũng báo là anh lên đây thì em bảo là lên thì lên nhanh nhanh một xíu để em hai vợ chồng em xuống dưới đấy để đi bán một ít rau nữa. Vâng. Thế là với số tiền bán rau này thì em sẽ đi dự định làm cái gì? Em cũng tính là để mua muối các kiểu ăn thôi. Bây giờ Ngọc không đi làm thì cũng không có tiền nữa. Thì vậy hái rau đi bán thôi. Em tính rồi, em thử trên thì em trồng rau cải nhiều hơn. Vâng. Cảm giác như là rau cải là được ưa chuộng lên ấy nhỉ? Đúng rồi. Ngọc tính nhỉ? Vâng. Bây giờ là triển khai ở trên kia đúng không? Trên kia làm cỏ hết rồi này. Đúng rồi. Đợt này là có khi mưa nhiều này chả cần tưới nước đúng không? Không cần tưới rồi anh ạ. Nó tự mọc mọc tốt lắm. Mưa phùn như này thì không cần tưới. Bây giờ mùa này thì hàng xóm trồng nhiều lắm. Trồng ăn đi bán cũng có. Em xuống thì em nhớ bảo là nhà cháu cũng có cả củ cải nữa thì bác có lấy thì mà nó lớn thì cháu lấy để cho nhá. Vâng vâng. Em hay đi hỏi về mấy cái quán mà người ta làm kiểu như là bán làm quán ấy, kiểu như là nhận cơm ấy, quán cơm mất kiểu khi người ta hay mua ấy, nhưng mà người ta mua với giá là giá nó sẽ thấp hơn một chút nhưng mà người ta sẽ lấy đều hơn ấy. Đúng thì rồi anh ạ. Nhưng mà được thì đi ra mấy quán cơm khi đi hỏi ấy. Vâng. Quan trọng là mình bán được lâu dài thôi. Mình đúng không, rồi. Không thể nào mà tính ngắn ngày, ngày nào mình cũng mang ra chợ bán được. Đúng rồi. Bận mình cũng chả ra bán được đúng không? Vâng. Phải tính những ngày mà mình bận thì mình vẫn có thể là có người mua đúng không? Chờ vâng. Ra phát là người ta mua hết rồi. Đúng không rồi phải trông nữa. Không bán cho cái đội buôn ở chợ ấy. Cái đội kia họ mua bán lại ấy. Vâng. Vậy đi chơi ạ. Cái hôm mà Ngọc về đấy thì con phải là lấy cái khăn mặt rồi chừa mà mặt cho Ngọc không? Có. Đúng là chừa mà. Đấy, sau này mà xính cũng đau thì cho Ngọc chăm thôi nhé. Hai vợ chồng là thay nhau thôi. Ngọc bảo là đau lắm, Ngọc lúc mà Ngọc còn làm ở đấy Ngọc cũng sắc khóc luôn đấy. Ngọc bảo là anh mày thì nó đau lắm. Anh mày đúng rồi. Do là anh ấy cứ bảo là sắp xong rồi nhưng mà thực tế là làm học đau hết. Đợi mãi cứ không xong. Sắp xong rồi vẫn đợi. Lần sau ra lắp thì nó không đau đâu nhá. Mình... yên tâm đi. Ngọc bảo là lúc sau mà đi mày nữa thì Ngọc không làm nữa. Ngọc bảo là đau lắm. Thế thì đợt này về thì chịu khó đánh răng nhá. Đúng rồi, em nhắc Ngọc như thế rồi. Có bạn trải với cái đánh răng chưa? Có rồi anh ạ. Buổi sáng sớm trước khi đi ngủ thôi. Đúng rồi. Với lại là hạn chế ăn mấy cái đồ bim bim, đồ ngọt ngọt, đường hóa học đi vào nhá. Mấy cái đường hóa học thì không nên ăn đâu. Đi mày ừ. Đi mày về thì Ngọc xấu hơn nhiều nữa. Xấu hơn nhiều à? Kiểu như bây giờ chưa lắp răng ấy thì nó chả xấu. Đúng rồi. Nó thẳng ra như răng chuột ấy nhỉ? Đúng rồi, giống như thế luôn. Nó kiểu không chuẩn mấy nữa rồi. Do là đơn hàng đầu tiên thì em chọn những cái lá mà to to đẹp đẹp tí cho xính nhá. Đúng rồi. Biết đâu bác lại bảo là bác lấy lâu dài thì em lại có trúng mánh đấy. Ừ. Có khi mình lại đi mua hàng của hàng xóm giá thấp hơn, mình về bán là lấy lái khoảng 4-5 nghìn đi nhỉ? Đúng rồi. Cái thuốc giảm đau kia nếu mà tối nào mà đau quá thì hàng uống nhá. Không, nếu mà cảm giác mình chịu được thì đừng uống nhiều nhá, xính nhá. Vâng. Thuốc giảm đau là không tốt đâu. Vâng. Với lại cái thuốc...
Cái thuốc giảm đau viên kia cũng thế mà cái thuốc giảm đau vì kia cũng thế nhá. Vâng, vâng, vâng. Bảo Ngọc là uống nó hơi buồn buồn nôn một tí là đừng uống đi nhá. Vâng. Sáng nay em hỏi Ngọc cũng bảo là nó uống viên thuốc to chấm ấy là nó cũng đỡ hơn nhiều rồi, cũng không thấy đau nữa. Vâng. Hôm qua thì vừa mới về đến nhà thì Ngọc đi ngủ luôn thôi. Đi ngủ hơn á? Ngọc bảo là đau lắm, Ngọc làm như này thôi. Quay! Ơi, nu với máy đừng nhấm chết hết rau nhá. Cái tùa mới lệch hết rau đấy. Đây tỏ. À, trồng sen với lại cả củ cải nữa à? Đúng rồi. Rau nhiều quá. Người Mông là người ta cảm giác như là có một ở trên của em lại ít bán rau lắm nhỉ, toàn đi mua nhiều thôi nhỉ. Đúng rồi, trên này thì cũng đi mua chợ nhiều đi hơn. Mua là nhiều thôi. Vâng. Bây giờ là nếu mà là người dân bình thường người ta là sẽ là để cho nó già cho lợn nhỉ. Đúng rồi. Nó là mình ăn thôi. Em trồng được nhiều như này thì hàng xóm cũng hay đi về xin ăn nữa mà. Hay về xin à? Đúng rồi, xin ăn. Người ta không làm được gì người ta về xin mình ăn thôi thì mình cũng cho nó ăn nhiều quá không ăn hết. Thế cũng được rồi, biết chia sẻ thế cũng được rồi. Vâng. Nếu mà đợt sau mà có nhiều giống rau hơn thì nếu mà hàng xóm không có thì chia cho hàng xóm một ít nhá. Vâng. Hôm qua thì có một bạn ở dưới này nó già rồi, nó khoảng 50 mấy tuổi rồi thì nó qua đường thì nó cũng về dùng xe đấy, nó bảo là rau nhiều quá thì nó cho nó xin một ít thì Ngọc cũng hái cho nó 2-3 bó to nó đi ăn rồi. Vâng. Rau tốt thì thường phải làm cả cỏ đấy nhá, xính nhá. Vâng. Dẫy cỏ đi. Bây giờ là tiếp tục là thửa trên này nữa một đống rau cải nữa nhỉ. Đúng rồi, rau cải. Từ chiên mỗi người một nửa thì trồng củ cải, một nửa thì trồng rau cải với lại rau ấy. Vâng. Một ngày anh thấy họ trồng ở trên ấy thôi nhỉ, ở trên vùng lạnh hơn như là bên của Đồng Văn kia là họ hay trồng rau Hà Lan ấy. Đúng rồi, ở trên đấy thì nó hay trồng rau ấy nhiều lắm. Tại vì nó chịu được lạnh cũng như là mưa phùn nhiều. Đúng rồi, mình thì mưa nó kiểu như ít hơn một chút đi. Vâng, đúng rồi. Rau cải là củ cải là phù hợp nhất rồi. Rau lan này mùa này cũng không phải là mùa trồng mấy rồi. Nhưng mà lúc mà thu ngô xong thì trồng lúa thì bây giờ nó mọc ấy lắm. Mọc rậm lắm là, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mùa này là mùa đông rồi thì nó cũng mọc hơi chậm một chút. Vâng. Mua vô rồi. Mua chết nào. Thế bây giờ là Xính đi hay là Ngọc đi? Hai vợ chồng cùng đi luôn. Đi một lúc về thôi. Bà cũng đạt trước rồi thì mình lấy cho bà luôn, đi bao giả tiền mình về luôn thôi. Không cần đi ngồi bán nữa. Bảo Ngọc là thời tiết này chuyển trời trở lạnh như vậy thì là răng nó sẽ bị ê buốt hơn nhá. Nếu mà trời trở lạnh nhiều quá, đau quá thì phải uống thuốc giảm đau nhá. Nếu mà nó chảy máu hay như nào thì phải chỉ máu nhiều quá thì alo nhá. Vâng. Mức cơ đâu. Được hàm gì ấy? Làm gà giống à? Cái thịt đấy. Gà đi làm cho vợ cái ăn ấy. Đuổi này chả sợ hết à? Đúng rồi, đuổi như này thì tối không về á. Vậy đông người, ít người thì nó chảy đi đâu thì cũng không biết nữa. Ui.
Khi tiêu. Hôm nay nó lại chạy đi gần nhà hàng xóm. Vợ khái là được mấy tháng rồi em? Được 5 ngày rồi. 5 ngày. Hả? Được 5 ngày rồi. 5 ngày thôi. Là giám ấy, lúc đấy thì cái đặt tên cho con của cái. À, đúng lúc đấy đó là. Đúng rồi, đúng lúc đấy luôn. Bây giờ cái gọi là bố gì đấy? Bố Bình. Bố Bình à? Vâng. Gái à? Trai. Con trai gọi là Bình. Gọi là bố Bình rồi đấy. Bình là tên con trai. Bố gì? Là bố Hồng. Bố Hồng à? Ừ. Bố Xính là gọi là bố gì đấy? Em thì còn lâu. Anh thì chắc khoảng 3-4 ngày cũng không lên đấy rồi. Em Bưng thì cũng không... Đấy. À, làm cửa này là? Đúng rồi, là xong cửa bên này thôi. Còn cửa chính thôi. À, thử lắm hay nào, thử nào. Có thử... Nó là cây ấy thì nó hơi khó ấy một chút. Đây là zin rồi, đẹp rồi đấy. Vâng. Bây giờ đợi nó khô nữa. Để nó khô hẳn thì nó vòng dễ lắm. Vâng. Vào trong nhà Xính đi. Dạo này chắc dạo này mẹ nuôi hay gọi không? Vâng. Đợt sau làm cái thần khơi nối xong thì dọn củi ra ngoài ấy nhá. Vâng. Cái này thì mua thêm một cái ổ cắm riêng đi, đừng cắm chung này sợ bị giật đấy nhá. Vâng. Nó bị hở điện ở hai cái đầu. Đúng rồi. Dây đồng ấy. Vâng. Dây cắm ở trong nhà ấy. Vâng. Mua cái ổ cắm này. Vâng. Khoảng 10.000 nó mua một cái về dùng an toàn hơn. Vâng. Đợt trước thanh niên kia chết rồi, chỉ biết sợ luôn. Đúng rồi. Lúc đấy thằng ấy chết thì cũng là bị dây điện. Dây điện giật chết đấy, nên là mình phòng hơn chữa. Vâng. Bây giờ là nấu cám ở trong này hết rồi. Vâng. Chính ra em phải để một lỗ để làm nó khói ra ngoài chứ. Em bị bưng hết đấy. Anh bảo là bưng hết thì mới ấy. Mới kín đúng không? Đúng rồi. Nó cắm đây thì lúc sáng sớm 5 giờ dậy thì cũng chưa sáng, thì lúc ngầu dậy thì ngầu cũng hay bảo em dậy đi cùng nữa thì mới... Hơi sợ. Đúng rồi, hơi sợ. Mới con tư đế này. Tư đế thì vẫn không đúng được. Đúng không? Vâng. Kiểu như là bây giờ mình có hai nhà thì một nhà mình ít ở hơn thì nó ngầu cũng cảm giác lạnh lạnh léo hơn. Đúng rồi. Cái này là lúc nào mà nấu cám nó đi ngủ sang bên kia thôi. Đúng rồi, nấu cám xong thì sang bên kia ngủ thôi. Với lại về đây lại đun củ để đun nước rửa châm xong là sang bên kia ngủ thôi. Đi. Ngồi về. Mụ. Rồi, chắc là anh cũng chuẩn bị đi về thôi. Quay anh, một đoạn. Anh em mình đi cùng đi. Buộc... Ây da. Nó ở trên tàu nhà sao nó lúc ngủ nhỉ? Hả? Làm sao? Để xe trên kia bị con mò ăn cay thì... Nó rơi vào đúng không? Vâng, đúng rồi. Đó. Từ đợt mà anh bảo là ra... Hôm trước anh bảo ra cả sửa nữa thì còn bị được không? Thử dùng nước chưa? Nước gì anh? Cũng à, ấy á. Hôm trước anh ra sửa cho em đây. Ông ơi, ông cũng quên ở đâu đây? Anh ra cho anh Dũng sửa ấy. À, cũng ok rồi đấy. Nhưng mà... Vẫn... Rửa thì nó vẫn ngon rồi. Nhưng mà chưa đi... Chưa đi thử đúng không? Chưa đi thử mưa. Mưa xem nó có chết nữa không? Do là hôm trước là... Ngạt thông tôi. Mới lúc xin bỏ rồi. Bỏ xe bỏ rồi tôi. Rửa phát là xe rất là khó nổ, thế nên là đợt mà anh em mình đi mua thuốc xong là ngay lập tức là ra nhà anh Dũng để anh ấy thay cái chụp buji mới luôn. Và cũng như là lấy được đăng ký các bác nhá. Hiện tại đã lấy được đăng ký rồi, nên là tính đi lại sẽ yên tâm hơn một chút rồi. Bây giờ đi nó đi ngon là được rồi. Anh nghĩ là cái chụp kia nó nước nó vào nó không nổ được thôi. Đúng rồi. Bây giờ là buộc vào đi thôi nhỉ? Vâng, tự ngầu lấy ra buộc vào đi. Sắp mưa nữa, đi nhanh nhanh là về. Đi nhanh nhanh là về thôi. Vâng. Ô!
Ừ. Đó. Cả tua. Đó. Bị hỏng mất rồi. Con đập đúng không? Đúng rồi, hai đứa con thì suốt ngày xem phim thôi thì... Hai vợ chồng nhìn vào đây là cá nào? Tính. Dạ. Đây, được, cho bạn. Đi, hai vợ chồng đi cẩn thận nhé. Vâng. Đi thì đi nhanh thôi, bà cũng đạt rồi thì... Thôi, chắc là cho bà luôn hai vợ chồng đi xuống chợ cho nó sớm chợ thì cháu Trọng cũng xin phép tạm dừng ở đây thôi. Và xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video mới nhất trên channel Tao Tắc Mạch. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi đường cẩn thận nhá. Vâng. Các bạn nhá. Nghe chưa? Vâng ạ.